không chưa? Vậy là Phật hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024. Mấy thầy trò đang ngồi ở gần nhà Bùi Trúc, Thiên Long Sơn tổng kết lại chuyến đi Easter dẫn hai nhóc tì đi vòng vòng từ từ bên bờ biển ha. Biển ở dưới Huntington Beach là biển Thái Bình Dương. Rồi xong vòng vòng ở dưới là đi dẫn nó đi Las Vegas coi này coi kia. Rồi xong nó đi qua phía bên Miami, phía cánh bên bển là biển Đại Tây Dương ghép vòng. Không phải thái tử thích đi chơi đâu nha, tại vì thái tử biết mai mốt đi không có được nữa, cho nên cả đời mấy đứa nhỏ cơ hội để cho nó biết, để bà nó đừng có lo cho họ thiên thế giới mà quên tụi nó, cho nên vẫn đi vòng. Ngay bữa lễ Easter tụi nó nghỉ một tuần thì kể tóm tắt chuyến đi như vậy thì mấy đứa nhỏ rất là vui. Rồi đi về thì nó không có direct fly, phải đi connect qua tới Đà Lạt. Cái chuyến bay từ Miami nó về Đà Lạt bị delay 1 tiếng. Cái chuyến bay mà đi thẳng về San Jose cũng mất luôn. Nó kêu hôm ngủ ở đâu ở trên đó, họ bỏ vé, mua vé bay khác đi về hãng, đi về San Francisco. Thế họ lúc đầu họ tính bàn là ở lái xe từ Dallas về Houston lại nhà Thiên Long Cung á, ngủ một đêm đi rồi cái đi về, nhưng mà lệnh của mấy vị kêu về tại đang trên đường đi á, thì họ tính đi ở 1 tháng vòng vòng cho sư mẫu về đây trước, rồi họ đi lang thang 1 tháng phải không, bắt chước kiểu Phật hồi xưa vậy á, vô rừng ngồi 1 tháng, còn cho họ đi lang thang đi bụi đời 1 tháng. Nhưng mà vị kêu về thì họ về, nói chung là cũng cuối cùng cũng về tới đây, sáng cũng có đến lễ trị. Tự nhiên người sáng đi dọc đường nghe lúc mình trở lại chuyện trip, nó nhiều chuyện kể lắm, chuyện vui không ạ. Nhưng mà đi thì đi đâu á cũng nhớ Thiên Long Sơn, nhớ mấy đệ tử ở đây. Qua bển cũng gặp được gà chó, sư phụ còn nửa tiếng đồng hồ lên đi ra check out khỏi khách sạn của Aqualina Resort đó. Thì có một số đệ tử ở bên đó mua chị Ngọc nữa, rồi mấy người nữa chạy tới Phương Thảo chờ rồi chạy tới, thì Hùng nói thôi đừng chạy, thì Hùng sắp đi. Thì cũng mấy đứa cũng ở gần đó gặp mừng lắm, họ chụp hình thầy trò gặp ở bên đó. Nó bị delay á, mình mới thương đệ tử mình đúng không, trời ơi nó bực mà không thấy sư phụ thì không có bực, nhưng mấy đứa nhỏ thôi nó mệt nữa. Đúng ra mình đi từ Florida về đây có 4 tiếng rưỡi, nhưng mà thành ra tới cả một gần ngày không biết, bị chậm bị trễ. Thì mình mới biết thương đệ tử, mỗi lần về thăm sư phụ nói Thiên Long Sơn á, mình sư phụ cũng hiểu được, nhưng mà mình không có trải nghiệm á, mình không có thương, cho nên cái gì xuống trần nó cũng phải trải nghiệm thôi. Sư phụ rất là thương mấy đệ tử phương xa đi connect fly vừa đói vừa mệt, vừa kia vừa kiếm chỗ cái lưng để nằm á, cũng nằm không được nữa. Bây giờ sư phụ mới thương được mấy đệ tử ở khắp tứ phương về thăm sư phụ. Lần đầu tiên á, sư phụ ít bao giờ mà bị kiểu như vậy lắm. Sư phụ đâu có ngại tiền đâu, đi thôi, nhiều lúc không có vé nữa. Là chuyện đó. Trên đường đi thì cũng vui mà chả gì buồn chứ. Chẳng có chuyện gì gọi là động não hết. Sáng nay cái em mấy mẹ đâu nghe tin tức gì đâu, đi nguyên tuần không nghe tin tức, nghe lại cái đài của ông Trần Nhật Phong ngày 8 tháng 4 mới sáng nè, rồi Houston phần 2 á, mấy con nghe thử nha, Houston phần 2 của Trần Nhật Phong, cái ảnh để tin tức y như cái bài của công chúa Liễu Hạnh cho mình năm 1938 tại đền Ngọc Sơn Hà Nội năm 1938, để mình đọc lại nhẽ nè cũng biết, nhưng mình đọc lại để nhắc lại thôi chứ mọi người quên. Cơ trời mà hôm nay đi là chúng, biển Đông bây giờ dậy sóng, thế giới cũng dậy sóng, sư phụ khắp Việt Nam phải không, đệ tử họ thiên bị bị tra khảo không, sư phụ bị tra tấn hai gái lại ở trên trời, mấy vị trên kia cũng politics như mình thế gian vậy đó, trên kia cũng có chuyện, trên kia dưới đất cũng có chuyện dưới đất.
tại con sư phụ không có dám giải thích này nhiều, mấy con sẽ confuse. Tháng 3 vào Điếc Thanh Minh, cõi âm giáp mở, phong linh ba màn, khuynh thiên đột giáp tràn phan, đông vô hải hội trời ban phong thần, là sắp sửa có phong thần. Bắc Hàn lục quốc phân tranh, tranh phân, Bắc Hàn lục quốc tranh phân, kiêu binh sĩ bại, nam phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm gì đảo ngã lòng ra đi. Hôm nay Trung Cộng á, nghìn chiếm, bỏ tàu chiếm đồ đầy ở ngoài đó. Rồi bữa nay nè, ngày mai chứ, mai thứ tư, mốt thứ tư á, thì phía bên với tất cả các nước Âu Châu họp ở New York á, để quyết định á, bất phân thắng bại. Phụ nói mà, từ đây tới mùa hè mà coi là mấy clip cũ ấy. Nhắn tin hoài để stop mấy cái nhắn tin này, nó nói chuyện. Sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi, lưỡi bò cắt ngắn tư duy, lần này là lưỡi bò sẽ bị cắt bởi cái cuộc họp ngày mốt giữa Philippines rồi Đài Loan với những cái nước Á Châu với Nhật Bản với Mỹ. Đảo chìm lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặn không gì thở than, Bắc Phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh Tràng An ai nhà. Nước tàu nó sợ chiến tranh lắm, nhưng mà nó không đánh không được, chơi trời đi rất là hay. Cái gì mà loài người mình nghĩ là sẽ không xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nghĩ là sẽ xảy ra, sẽ không xảy ra. Tại vì nó đánh thì là tự nhiên chia 5 xẻ 7, làm sao đánh thắng Mỹ được. Sư phụ đã nói rồi, mấy vị nói vũ khí của nghe là hồi xưa chỉ hù dọa người ta thôi, mà nó còn bán được khắp thế giới. Nó chỉ là đồ mũ, còn Trung Cộng là đồ văn mã, đồ giấy, sao đánh. Trời ơi, một chiếc F-16 của Mỹ mà lên thôi là nó tiêu diệt được một đống J-20, J-35 của tàu rồi. Mấy computer đâu phải là dễ ăn cắp được, 80-90% thôi, một chỉ cần 1% bộ phận điện tử mà nó không có làm đúng, nó cũng đi xong rồi. Cho nên lần này là xong, chia 5 xẻ 7. Bắc Phương không hề dễ dàng, tàu sợ lại đánh Tràng An ai nhà. Đó giải thích là tàu không có muốn đánh nhưng mà phải đánh, con hiểu không? Không đánh sao thầy cho mình về Việt Nam, con nghĩ thử. Không đánh bao nhiêu năm nay cho phụ nói chất quốc hay sao? Vì Đức Thầy nói mấy trăm năm cũng chất quốc sao? Ông Thư Bối Đồ cũng tuột lút sao? Ông Nọt Trò Mết cũng dục rác luôn sao? Bà Venda ra nữa, Lu Bá Ôm nữa, bao nhiêu nhà tiên tri mà là 100 năm. Đó là lần từng rồi mình cha nói là hội thiên phải vững lòng tin với cha là vậy lúc này. Nhưng mà cũng nhờ vậy sư phụ mới biết được một số đệ tử không có vững lòng tin. Thôi để hẹn cho đi dài dòng nữa không. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, kỳ này là mình lấy là Hoàng Sa nè, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cách đây 3 tháng mới gì nói nước Việt Nam có một cái nghiệp rất là lớn, thù cứu không nổi. Thù nói 5 năm nay họ cũng không tin, làm sao mà tin được, ở xa làm sao tin. Sau cái trận này Thàng Lộc mà thù đã warning cách đây vài tháng gần đây đó, mấy con đã nhìn thấy rõ rồi đó, mấy con có phước những lòng tin đó. Mình phải thương những cái đứa phỉ báng mình, chửi mình, thương chồng mình, thương con mình, thương má mình, chửi mình. Tại vì họ sao họ không có cảm nhận, không có hiểu được, họ không có điển thanh gần như vụ, không có điển thanh núi Thiên Long Sơn, họ cũng chẳng có hiểu gì hết, thì làm sao mà họ có lòng tin. Con người ta ai cũng có cái ngã đó, ngã đi chung với cái tài với cái tai điên dần, có tật có tài, chứ đâu có ai nói mà dở mà có tật đâu, con hiểu không? Thì nó đi song song, nhưng mà mình chỉ chọn một thôi, mình chọn tài thôi, mình không có chọn cái tật. Nhưng mà chúng sanh đâu phải dễ làm được, thì mới gọi là tu. Nếu không mình ở trên trời bay đi chơi vòng vòng thoải mái mắc mớ rồi xuống đây lặn hụp, cõi ta bà vất vả khổ não nề này đâu. Trở về để hồi mất cái ý chính, để mình đọc xong bài này với mọi người là phải chuẩn bị. Nam phần, nam lại đổi mình, không theo sự sắp, vong linh ai người. Nước Nam từ đó thay trời,
nước Việt Nam mình sau khi trận đánh là nước Việt Nam sẽ thành cường quốc. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế ém của thời xưa tiên, tức là trở về thời phong thần đó, có vua và có tiên, có Phật hạ phàm, Đức Thầy xuất hiện, sư phụ được về nước. Các hội thiên sẽ theo phò Đức Thầy lập hội Long Hoa, sư phụ. Long Hoa hội anh Tài, hội Thiên Việt, không biết không? Cái đơn, nãy mấy con cầm đóng đơn. Nên đâu đâu phải là gì đâu, cái danh từ thôi mà. Nhưng mà mình nói ở đời, thời đại G5 này, iPhone 15 này đó, là một cuộc họp của hải ngoại anh Tài, có bằng Bastardry, có tấm lòng chung nghĩa, yêu dân, yêu tổ quốc. Đó là hội Long Hoa là vậy đó. Đức Thầy cũng có nói Minh Dương trị thế, Minh Dương trị quốc thế giới bình an, rồi anh Tài về để mà hộ giúp gì đó, con coi lại mấy cái đó đi. Nhưng mà danh từ của người xưa nói thì mình nghe nó hơi như cải lương quá không, nhưng mà thật sự dịch ra thời đại nó cũng y chang đó. Thương cho ấn miếng đạo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thùy. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi. Con thấy bây giờ trưa nay 11 giờ nhật thực, gần đây trên thế giới biết bao nhiêu chuyện thay đổi, có những nước đen lên màu đen nữa, rồi cá rồi chim rồi nó vô bờ quá trời. Trong mấy tuần nay con thấy khủng khiếp không? Rồi nước Việt Nam mình con cũng thấy đó, là năm sáu mặt trời, Mã Lai rồi vân vân, nhiều lắm, mình sư phụ không có nhớ hết kể đây bao nhiêu thôi. Vậy mà chúng sanh cũng không có chịu hiểu sư phụ nói gì nữa, cũng rất là buồn á. Xuống trần không phải dễ dạy dỗ đâu, tại họ chấp tướng, chấp thân người á. Sư phụ đã nói thật rõ hết, sư phụ không phải là người mà. Rồi chỉ có từ bi thôi, rồi thương đệ tử. Rồi thấy nội bộ cả năm nay rồi, thấy hết rõ hết, rõ như bàn tay vậy đó. Nhưng mà muốn chỉnh đốn mà để thì ngay cái quan trọng mình chưa tới, mà mình đi chỉnh đốn thì nó lại hơi không có đúng lúc. Con hiểu không? Lúc lâm trận không có chảm tướng, những cái binh pháp thù nắm hết mà. Tử ngũ tử tư là thụ nắm trong tay, mà binh thư tôn tẩn là cũng nắm trong tay luôn, gia các lượng luôn, thụ học nhiều lắm. Nhưng mà tùy theo thời, tùy theo lúc, rồi đến lúc thì mình cũng phải làm, mà làm phải làm cho sạch rễ, con thấy không? Chứ đừng có tưởng như không biết gì. Đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống nó lo nhà Tàu, ngã ba tam giác nước keo, không còn biên giới ngã nhào tứ phương. Nước cao là nước Cao Ly á, là Bắc Hàn là đang nói câu này. Cho nên cái bài này nó trúng từ câu từng chữ của cái buổi tuần này á. Mưu đồ bá đạo bá dương, đó là ai mưu đồ? Bây giờ chung cộng cả thế giới ai cũng biết. Mưu đồ bá đạo bá dương. Mẹ nói á, nó muốn nhuộm cái quả địa cầu này thành máu đỏ. Nhưng mà nhuộm không có được. Tại vì con người tính làm sao bằng cha mẹ tính, tại họ vô thần, họ không có biết. Còn các con á, là có biết kính trên nể dưới, thì có con á, sau này á, sẽ được lưu danh sử sách. Còn những người á, mà ngày đầu mà đến với sư phụ vì cái gì? Vì sư phụ. Mà hôm nay á, gần sư phụ rồi chấp tướng, thì cũng sẽ lưu danh sử thế. Tại vì nó là mình là đóng phim thôi, trong phim nó có người này người nọ, có hiểu không? Còn ai chọn dây gì tự chọn đi. Không dám nói nhiều, cái này nó sensitive. Còn sư phụ của các con vẫn là everything okay. Con nói 7 ngày sư phụ nói là không có 7 ngày, một ngày bữa nay là xong. Nhà cũng giỏi đó. Không xử gì tôi xử là cái gì nó cũng phải có cái reason. Nếu mà ai đi ngược lại với 12 giới lực, ai đi ngược lại với thiên nhiên, với tự nhiên, với ý của cha, thì người đó bị loại bỏ. Mưu đồ bá đạo bá dương, tăng băng động đất, tăng cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Nước Trung Cộng hiện giờ cái bản đồ là hình con gà đó, lôi nó đau tim. Bây giờ Tập Nhấn Bình đang đau tim,
đánh thì cũng chết, mà không đánh thì cũng không được. Đó, thì đó là tập chuẩn bệnh. Hình gà lôi nói đau tim, mất đầu bất đích là chìm đông kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Nghĩa là nó sẽ vừa có chiến tranh thứ ba, phải không? Hồi xưa giờ sư phụ nói trong 5 năm này chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra từ Trung Đông rồi nó lan qua tới Biển Đông. Thì bây giờ cũng thấy nó lan rồi đó, không? Nó lan từ cái thằng Iran, bữa nay bắt đầu Iran cũng bắt đầu đánh rồi đó. Từ giờ Thái bữa nay bỏ bom vô cái tòa lãnh sự gì của Iran rồi đó. Ukraine với Nga là Nga coi như là bị xa lầy, Nga sẽ bị giống như là điêu tàn. Rồi kế đó do Thái với Hamas, rồi xong cái Ebola là cái vùng biển mà hát hải á. Rồi bây giờ nó lan qua tới Iran, rồi bây giờ lan qua Trung Đông cùng một lúc. Hồi xưa phụ nói là mọi thứ đi đồng bộ á, cả chúng ta cũng nằm trong cái định luật của vũ trụ của đồng bộ, không biết không? Yin and Yang mà, không thấy cái hình yin and yang trắng hay đen không? Nó có lật ra giống cái đồng tiền á, cũng là một đồng tiền nhưng mà lật qua lật lại giống y như bàn tay của chúng ta, giống như bộ mặt của chúng ta, lúc thì chúng ta hiền, lúc thì chúng ta dữ. Cho nên chúng ta phải tu, lúc về tâm á thì thương sư phụ, lúc thì cái tâm á ghét sư phụ, khó đó. Rồi lúc á thì thương cha thương mẹ, thích đọc kinh mẫu, lúc á thì không thích. Cái tâm chúng ta nó chập chờn nhiều màu nhiều sắc như vậy, nên sư phụ phải dạy hoài mấy đệ tử là phải giữ vững lòng tin, phải lên núi và đọc kinh của mẹ thôi, kinh Địa Thiên Tâm. Đứa nào không đọc kinh Thiên Tâm á, là từ từ xa sư phụ là có thiệt á. Những đứa nào mà không lên núi đọc kinh là từ từ nó không có điển thanh á. Chúng ta gần nhau là có cái connection điển thanh, còn mà những đứa mà nó học khác ngoài cái những gì sư phụ đã chỉ dạy á, không có điển thanh, mong cầu á. Mất tên trên cõi ta bà hư danh, tức là nước nào sẽ không còn cường quốc, nó y như nước Nga vậy đó. Ba đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn nó dạ hả hơi, lúc đó nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ đó xúm lại với Úc nữa, đập cho chú Uẩn nè, không? Nam Hàn thì đập Bắc Hàn chú Uẩn, rồi Ấn Độ với Úc với Nhật với Nam Hàn đập chú Xì Dầu. Nam Hàn no dạ hả Mỹ thâu lợi phẩm, no nơi phong thần, tức là cuối cùng nước Mỹ sẽ thắng hết. Tại vì trên nói mà thần tự do sẽ lo tất cả mà, tiên tri mấy vị đã nói rõ hết. Chẳng qua là người đời không có hiểu về của núi mình á, không có hiểu về những gì sư phụ nói, họ lơ là đó. Chứ còn góp lại câu từ bài là các con đều biết hết chuyện gì sắp xảy ra, các con làm nhà tiên tri cũng được á. Nếu mà đứa nào mà nghe hết cái clip này sẽ là clip 289, nghe hết. Nhưng mà nghe thì nó nhiều quá, cái mình lấy cái khúc nào mà quan trọng thôi rồi làm lại một cái playlist, sau này á sẽ kết lại thành một cuốn sách cho nhân loại đọc, để họ chiếu theo ngày và giờ những gì sư phụ nói. Thì từ đó lúc đó cái đạo Thiên Tâm nó mới hiểu là có con trời thiệt. Hiện giờ mà chỉ có ai biết có con trời ngồi đây đâu, không ai biết á. Mỹ thâu lợi phẩm, nó nơi phong thần, kỳ nhì tái diễn phong dân. Hiện giờ mình đang kỳ nhì. Ngày xưa Cơ Xương á với Khương Tử Nha, Khương Tử Nha là đức thầy, Cơ Xương là sư phụ. Thời đó nó cũng y như vậy, cũng thời ma quỷ. Rồi Trụ Dương rồi mê đắc kỷ, phải không? Rồi làm loạn, làm dân khổ, dân đói. Thì từ đó Cơ Xương á mới khai chiến, mới lập lên nhà Châu. Thì hôm nay cũng vậy nè, kỳ nhì, tức là mình sẽ có phong thần hai. Những người hôm nay á mà là không đúng sẽ không được phong thần, mà cũng sẽ ấy. Thí dụ những người về tâm linh mà hộ sư phụ cũng sẽ được cha phong thần, mà nếu mà là không đúng cũng sẽ bị cha trừng trị rất là nặng. Trên có nói sư phụ, khi mà mình ra trận mình đánh, giống như Mỹ mà bỏ quân xuống mà đánh Bin Laden vậy đó,
mình đánh cho đúng, mình đánh nửa đường rồi mình buông súng là không có nhiệm vụ cũng bị phạt hả con, cả sư phụ làm sai cũng bị phạt, chứ không có hàng đệ tử ở đó mà nghi ngại. Yêu kinh trước mắt đường tăng ha, thế giới con nói giỏi quá, con lo con không xong ha. Con xuống địa ngục bây giờ đó con. Khi cái tâm mà khởi mà không bất kính với thầy mình rồi là đã tự mình mất cái duyên rồi, con có hiểu thiệt như vậy. Cho nên đó là tại sao đệ tử của sư phụ đã biết chuyện này đã xảy ra cách đây một năm rồi, thù canh tới ngày tới giờ để mà chỉnh lý, chứ không phải thù không biết. Thù tiên di cả thế giới, nội bộ mình sao không biết con. Thù chỉ không có dám lộ sớm. Lộ sớm là đâu còn gọi là sàng lọc, nhưng mà bây giờ qua cuộc sàng lọc rồi, thù có một cái danh sách rồi. Thù có một cái danh sách rồi, những đứa nào lọt sàng lọc kỳ này rồi. Cho nên mình mới có những cái program mới là vậy đó. Đừng có tưởng mấy con là khôn quá. Còn những đứa bị hàm oan, còn những đứa mà lộng quyền, những đứa gì đó đều có cái danh sách hết. Phong thần thiệt á, phong thần hay là bị trừng trị thì phò thiên tử không phải dễ. Một là chúng ta đặt hết cái ván bài ra o ao quá không, chúng là chúng lớn, thua là chúng ta thua lớn, nó y vậy thôi, chả có khác gì hết. Kỳ nhì tái diễn phong dân, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba. Từ đầu tới ngày hôm nay, sau 5-6 năm sư phụ ra đời để độ chúng sanh, lệnh của thiên đình, lệnh của hội đồng chư Phật, lệnh của Phật Thích Ca, lệnh của Phật Di Lặc, và người mà kèm sát sư phụ dạy dỗ sư phụ đó là đức thầy của sư phụ, là Đức Huỳnh Phú Sổ, thường xuyên dạy sư phụ. Tại vì mấy vị Phật cao á không có tới gần được, cũng dạy nhắc nhở. Mà Thượng Tế Công hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy, nhưng mà dạy chút chút ít ít, khi sư phụ cần hỏi cái gì. Còn người dạy nhiều nhất vẫn là Đức Huỳnh Phú Sổ, một vị cổ Phật. Thì từ ngày đó tới ngày hôm nay, sư phụ đã ra đời 5-6 năm, làm biết bao nhiêu chuyện để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thời nay á không phải dễ độ, rất là khó độ. Rồi con phải có một cái tấm từ bi, đại đại từ bi đại lượng, con mới chấp nhận những cái chuyện mà xỉa xói. Và con cũng phải nhiều lúc á phải khóc vì đệ tử mình, vì nó không hiểu mình. Rồi cũng có những lúc sư phụ phải trừng trị thẳng tay để cho những đứa đệ tử này nó mau quay đầu trở lại. Cánh cửa Thiên Long Sơn vẫn rộng mở, bàn tay sư phụ vẫn ôm tất cả. Nếu mà từ đây cho tới ngày sau này, sau này nó cũng như mình nói dễ thích dễ hiểu, cũng giống như là bài toán đố ấy. Thù đưa cái đáp số, không chịu lấy đáp số đúng, lấy đáp số sai. Bây giờ thù cho 7 con số để mà trúng, mua trúng, không mua mà đợi tới số sổ rồi thì mua, thì còn gì để nói nữa. Nó khó lắm, con hiểu không? Rất là khó. Mà khi mà luật của 12 giới thiên tâm của mình á, khi khởi tâm khởi ý rồi á, là tự mình khởi rồi, là mình đã chứng minh cái tài của mình đến ở cái level nào rồi. Cái lòng trung thành thụ thường dạy mấy con là gì? Bền gan bền trí đó. Nhớ cách có đứa nào bỏ lên mấy clip mà hồi dí cha đó, từ lúc những cái dí cha đó, trước dí cha mấy clip thụ cũng thường nói xiên nó xéo hay là nhắc nhở về cái chuyện sàng lọc của mình hôm nay nè. Ở ngoài kia trên trời cũng đang sàng lọc, thế giới cũng đang sàng lọc để mà đi tới chiến tranh Biển Đông ngày hôm nay. Chúng ta cũng phải vậy thôi, cả sư phụ cũng đang sàng lọc, cũng bị thử thách, các con cũng đều bị thử thách, nhưng mà sẽ vượt qua hết, sư phụ khẳng hết. Bởi ngày bữa tuần rồi mà cha về, cha mặc áo lông bào xanh, cha có nói dặn tất cả đệ tử, lần nào cha cũng thương đệ tử,
kêu con phải nói hết đệ tử con, phải vững lòng tin với con, vững lòng tin với cha. Trên đời này mình chỉ có thờ cha thôi, mình không có thờ nhị thần nha. Mình chỉ có một pháp môn thôi, đó là cuốn kinh Thiền Tâm và cách sư phụ dạy cái ngồi thiền thôi. Còn ai mong cầu chuyện gì khác sẽ đi lạc đường á. Anh bắt ảnh có tâm từ bi, ảnh có thần thông, tại vì cái thế giới này nó ma quỷ ghê hồn lắm, phải cần có một người gọi là vua trị ma thì ổng, nhưng mà ổng có tâm từ bi thì ổng trị nó, thì mấy con mới yên bình, cái núi mình mới yên bình, sư phụ mới lập được cái đạo. Ổng có đại công á, sư phụ đâu nói gì đâu, nhưng mà mấy con có làm được mà ăn chay ném mật như kiểu ổng không? Chạy chiếc xe cà cùi gần cả đời á, không có muốn xài tiền, ăn cái gì cũng không thèm ăn nữa, rồi mặc đồ cũng không thèm mặc, lè phè nhỏ. Mấy con làm được vậy không? Nếu làm được thì học và đi xuống bắt ma đi con, còn làm không được thì theo sư phụ, chỉ sống một cách bình thường, pháp thế gian không về xuất thế gian, con có hiểu chưa? Cho nên cái những đứa vẫn mong cầu những tham á, thì như vậy từ nay sư phụ nói anh bác có quyền dạy cho tụi đó, nhưng đừng có mang họ thiên, đừng có mà dính líu tới Thiên Long Sơn. Tại vì trong nhân loại sau này, sư đời sư phụ là cuốn kinh sống, Thiên Long Sơn là cuốn kinh, nó sẽ không có thể hai pháp môn, nó cùng một pháp môn nhưng mà nó khác. Một cái sư phụ dạy là general, tổng thể cho toàn cõi nhân loại, còn cái kia là sơn Bible. Sư phụ không biết giải thích làm sao nữa, sư phụ no doubt, phụ với anh bắt đâu có gì đâu. Rồi những cái đệ tử nào mà đã không có nghe lời sư phụ rồi, nó sẽ sao lãng cuộc sinh, sẽ sao lãng núi Thiên Long Sơn, sẽ sao lãng cha mẹ. Sư phụ đã từng gặp rất là nhiều đứa đệ tử đã bị như vậy rồi, con hiểu không? Cứ nghĩ cái đó là cao siêu hơn, chạy đi con. Cho nên hôm nay sư phụ phải nói lời thử thật, đứa nào mà ăn chay mà ném đất rồi lè phè như ổng á, chạy chiếc xe cà cùi á, mấy con làm được không? Sư phụ dạy mấy con sống bình thường mà, con hiểu không? Rồi ăn chay trường đi, sư phụ chỉ là tam tịnh nhục thôi, sư phụ không tu học, sư phụ không có bằng ảnh, nhưng mà cái tâm của sư phụ bao la, sư phụ dạy chung chung. Còn có những đứa đệ tử tu thì chưa tới mà bè không à, bè lên Thiên Long Sơn cho đồng, sư phụ nhìn hết hào quang không có, cuốn kinh mẹ ngồi thiền cũng không có, thì sư phụ mới lơ là những đứa đó, giống như Quân hay là mấy đứa sư phụ thấy á, dũng rồi đó, từ từ á cũng sao lãng, mấy đứa này nó sẽ lạc lõng trong cái cõi ta bà này còn nhiều dòng lắm. Hôm nay không nắm cơ hội thì thời kỳ chót không nắm cơ hội, mấy con sẽ không còn cơ hội đó, không còn cơ hội nữa. Thế gian này chỉ có một thiên tử, một người lập đạo duy nhất, không theo, không học. Thà thí dụ như học, mà học cho giỏi nha, mà phải làm đúng như anh Bắc á, thì sư phụ rất là hoan nghênh, sư phụ trao bằng thưởng á, nhưng mà là không có được. Rồi cái tâm á, từ bi không có nghe, học bắt ma thì cũng học chưa xong nghe mà biết chấp chấp. Rồi sau này hậu thế của con cái những đứa họ Thiên á, sẽ bị những đứa con của họ Thiên mà hôm nay mấy cái đó làm hại đó, con có biết không? Chứ phải nhìn xa cả ngàn năm sau mà không có thể chấp nhận được, con có hiểu ý gì không đó không? Giống như đám con Sương hay là con của thầy Trang hay là con của Thu Ba hay một đám nó học, nhưng mà nó không có tâm từ bi, con nghĩ nó có từ bi giống như kiểu ông Bác không? Ông Bác cũng không tiền không bạc, ông đi bắt ma ông đâu có ăn tiền không bạc gì đâu, mà mấy thằng này làm được không? Nó làm không được nó sẽ làm gì? Rồi nó mang họ Thiên nữa nó sẽ làm gì? Có nhiều đó thôi, sư phụ thử một cái bài học rất là đơn giản thôi mà cả đám bị lọt hết, 100 mấy chục đứa bị lọt á, ở trên rất là nhức đầu á. Dạ cả năm nay con biết, nhưng mà con chỉ coi cái đệ tử con á nó giỏi kiểu nào, hậu thế nó sẽ có. Thời xưa cũng vậy, trong cái chánh có cái tà, trong tà có chánh. Người làm không cần biết người đó tu theo tà hay tu theo chánh, mà hành động chánh tức là chánh.
Nếu anh Ba anh hành động chánh thì anh là chánh, anh là chánh, hiện giờ anh đâu có ăn tiền bạc ai đâu. Nhưng mà những cái thằng nhóc này á, nó sẽ như thế nào? Nó cũng học y nghề với ổng. Vừa ra nó con có guarantee là nó sẽ hành động chánh không? Nó có ăn chay trường như kiểu ổng, nó chạy xe cùi cùi 200-300 ai cho, chạy giống xe ổng đang chạy của ông Hải cho đó. Con nghĩ nó có làm được không? Hoặc là nó ham Mercedes cái là ai đưa nó một chút tiền rồi nó đi trưởng kẻ thù của người ta, cái người ta kẹt thì sao? Nguy hiểm lắm. Không, thôi chỉ nói vậy thôi. Còn về phần tâm linh, sư phụ bất tài, sư phụ không có gì giỏi như anh Bắc. Sư phụ chỉ có tâm từ bi dạy các con đi theo cha, theo mẹ, đọc kinh thiên tâm. Đứa nào mà đọc học cái đó rồi, con nỉ không bao giờ chịu lên núi, cũng không bao giờ đọc kinh thiên tâm. Sư phụ bị cũng nhiều đứa lắm. Thấy Kim Anh bây giờ tới giờ với cái đám mấy ngày xưa mười mấy đứa cũ, chú cũng chả thèm nói, nhưng mà đến lúc thì cần phải chỉnh đốn. Ai muốn làm gì làm, Mỹ này tự do, mang mà họ Thiên, mang Thiên Long Sơn, mang con của ông Sương, mang tiếng là đại tử sư phụ mà đi làm vậy. Rồi ra đó mai mốt cái nó còn hơn là cậu Chính hay là hơn là thầy Roma nữa, thì lúc đó có phải là sư phụ là tà không? Thiên tử tà hả? Thiên tử con của thượng đế này, ai với đạo Phật. Sư phụ cũng phê sanh cả năm mà sư phụ đâu có nói. Hôm nay chuyện nó tới nước thì ai đưa tới thì mình đẩy mình nói thôi, chứ sư phụ cũng không có ý gì chứ. Ai muốn làm thì làm. Thật sự kỳ này á là do họ kết bè nhau rồi làm này làm kia rồi kèm chế, thì sư phụ mới lên tiếng nói. Chuyện có nó không, không nói có. Hôm nay ngày cuối cùng chỉnh đốn, sư phụ là lo thiên việc thôi, sắp sửa về Việt Nam gặp Đức Thầy. Tôi không có muốn chuyện nội bộ mình xáo động. Clip này hôm nay nói ra những cái chuyện như vậy, đứa nào quay đầu thì quay lại thứ khác. Sư phụ với anh Bắc vẫn là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Còn mấy đứa đệ tử mà đứa nào mà vẫn tiếp tục mà không hiểu những lời nãy nói là rõ rồi phải không? Sư phụ không có lo phần anh Bắc, sư phụ chỉ lo cái phần hậu thế của con của ông Sương, con của Thu Ba, con của ông Thì Trang học mấy cái đó đó. Rồi sau này á, con của sư phụ lớn lên như thế nào, nó tiếp quản Thiên Long Sơn, con của mấy đứa con, cả chục đứa ngồi đây, nó như thế nào, nó bị mấy đứa nó làm cái gì. Nó phải biết tu nhân bắt đây, sư phụ mới comfortable. Ổng đâu khẽ vậy đâu, tèn 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 tèn, bữa đói bữa no ăn. Đây, ổng là người tu, ổng không có ấy. Còn mấy nhóc này nó có tu không? Sư phụ cũng chưa biết nó sực cái gì nữa đó. Sư phụ thì không có tu giỏi, sư phụ tam tịnh nhục thì cũng nửa đời nửa đạo, phải sứ mệnh nó vậy. Nhưng mà chỉ dạy mấy con là sư phụ không có khả năng dạy mấy con đi bắt ma nha, mà biết cũng không có dạy nữa. Sư phụ chỉ có thể trị được, trị bệnh được, sư phụ có thể đưa mấy con về trời được. Và đồng thời đứa nào mà nghịch ngợm, sư phụ có thể đưa đi đâu cũng được, không dám nói nhiều. Viết cái tên xuống đất thì vừa đặt chân ba cái thôi, mà đưa tới đâu đưa luôn. Nhưng mà không bao giờ làm bất cứ đứa đệ tử nào thương nó không hết, vì nó chưa có hiểu tới. Bữa nay á là sư phụ đi một tuần nay về núi Thiên Long Sơn, hít không khí trong lành. This is the best vacation of anywhere. Từ Las Vegas nó ồn ào, đi bộ từ ở cái kim tự tháp là Lexor mà đi về tới đi Trump Tower là một đoạn đường dài hơn 5-6 mai, mà đi 4 người đi, mà đi cả gần nửa ngày, mấy đứa nó mệt rồi ngồi nghỉ, thì vô Caesar Palace đi vòng vòng chổng, mà kèm lạ gặp cái band nào nó mừng lắm, nó nằm. Chú phụ thì ok, cứ đi rồi ăn, rồi đói thì ăn, đi lang thang rồi đi chơi đó. Rồi xong đó rồi phụ mới bay qua Miami, tính lấy mướn xe lái xuống Key West, vừa tính ở bển chừng 3 ngày ở đó. Mấy chị kêu họ đi về núi, tại vì sẽ có nhật thực á, nên mấy vị kêu sư phụ về. Đi tới đâu mấy vị cũng nói chuyện sư phụ mà. Ở bển cũng gặp mấy đứa đệ tử bển, giờ chót mới cho gặp. Hỏi sư phụ đây bao lâu rồi? Ồ, ở đây mấy ngày rồi, giờ sư phụ sắp ra bên trường cho nên gặp.
thì bữa nay ngày 4 tây tháng ngày 8 tây tháng 4 ở trên Trần Nhật Phong có bài bình luận phần 2 á, nhớ nghe nó bình luận về Biển Đông cho nên thấy nó trúng với cái bài của chị á, đang đọc nè. Đông Du Hải Hội trời ban phong thần, Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kiêu binh sĩ bại Nam Phần định phong, sở nhà bà đội đi vòng, tàu chìm gì đảo ngã lòng ra đi, lưỡi bò cắt ngắn tư vi. Cho nên cái những cái tiên tri hàng trăm năm nha, cái này gần cả trăm năm mà là thời xưa làm gì có biết chuyện lưỡi bò, mà hôm nay á, là con biết tàu chiến của Trung Cộng nó dàn đầy ở ngoài đó Mỹ đâu nữa, mà nó mà đánh một cái có phải lưỡi bò cắt không, mục đích là dành cái lưỡi bò đúng không, để mà cái đường hàng hải đi qua lại, mà lưỡi bò mà dành lại giao lại cho ai, ai làm chủ Hoàng Sa Trường Sa là lưỡi bò, là cái Biển Đông là của mình mà, thì Mỹ nó đưa lại cho mình thôi, gọi là xì xa trở lại với xì xạ đó. Bắc phương không dễ dàng, tàu sợ lại đánh Tràng An ai nhỉ, bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cho nên bữa nay Phan Đình Huệ đi qua tàu á, lên chị hey, Bình, tao bạn mà cũ mày nghe, mày có giận ai mày đừng có giận lây tao nghe, tao lúc nào cũng liếm gót chân của mày. Nịnh nịnh vậy đó, một công hai chuyện luôn đúng không. Nhưng mà khi mà nó giận lên nó đâu còn nhớ bạn bè đâu, nó quýnh à. Nước Việt có cái nghiệp, tại nước Việt chửi cho phụ nhiều quá, nhiều đứa nó vô minh, một đứa chửi là bị ảnh hưởng cả triệu người, con biết không, chửi cho phụ là chửi ai, chửi cha mình á, tại cho phụ đại là xuống lập cái đạo, nói lên sự thật, là nói hết sự thật để cho họ hiểu sự thật, rồi họ ngưng đi những cái hung hăng của họ, nhưng mà họ có ngưng không thì là nghiệp. Nước Nam từ đó thay trời, nước Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới, mở ra thế ém của thời xưa tiên, thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thùy, thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống nó loi nhà Tàu, ngã ba tam giác nước cao không còn biên giới, ngã nhào tứ phương mưu đồ bá đạo bá vương, tan băng động đất Tân Cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh, nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba, chỉ còn bốn tỉnh hai gà mất tên trên cõi ta bà ư danh. Nước Nga bây giờ đã mất tên rồi, nước Tàu sẽ mất tên, Iran sẽ mất tên, Putin sẽ chết, Tập Cận Bình sẽ ẹt. Những cái ác, những cái độc tài, nó sẽ đi một lượt, rất là màu nhiệm. Nó phải một lượt nghe, cái này khó ai nói mà sư phụ nói. Thiệt là như vậy. Thì từ đó sư phụ mới về nước để mà lập lại một cái nước Việt mới được. Phật Thánh Tiên sẽ cai quản nước Việt, chứ không có để người phàm cai quản nữa. Thì từ đó nước Việt mới là nước Nam, từ đó thay trời được. Mà người đời tới ngày hôm nay cơ trời lộ 100% hết, không phải 100%, chứ phụ lộ 98% đi, còn 2%, 20% thì của cha với của hội đồng chư Phật với của đức thầy quyến xuyến tính làm sao không biết, nhưng mà cái con đường đi vẫn là không có khác gì hết. Mà đi đường nào, đi đường Freeway 101 hay Freeway 5 thì mấy vị là đi để mà tránh miền, tránh bên cõi vô hình á, thiên ma nó cũng ủng hộ về cộng, ủng hộ những cái ác là thiên ma mà, tại vì ác là con cháu của nó đầu thai xuống, cũng ủng hộ mấy ông thầy quốc danh. Cho nên khi sư phụ lộ cơ thì thiên ma nó cũng cho con cháu nó, ơi thằng con của ông trời nói vậy thôi mình né đi đường này, nó cũng y như chiến trận mà ở ngoài chiến trường vậy, con có hiểu không. Thì sư phụ chỉ lộ được phần nào lộ, có những lúc sư phụ cố tình lộ để Dương Đông kích Tây nữa đó, có nữa đó. Thì cái trận chiến nó y như vậy đó, bên vô vi thì nó ủng hộ thầy quốc danh, mà ủng hộ những cái người ác, rồi ủng hộ Tập Cận Bình, ủng hộ Putin để mà giành sự thắng. Còn bên Phật Thánh Tiên thì ủng hộ những cái người chánh nghĩa, cũng giống như ông Trump, cũng giống như toàn dân nước Việt, phải không, để mà
đứng lên đúng không, chống những cái thể chế vô thần. Còn chư hộ là người đứng giữa. Hey, Lậu Cơ có lúc nó nghe cái này, đài này là thiên ma nghe nhiều nhất, bộ chính trị nghe cũng nghe nhiều nhất. Con đừng tưởng nó không có dịch lại bằng tiếng Tàu cho tập chúng mình nghe, chư hộ chấp nó dịch luôn á. Tại vì nó càng sợ á thì nó càng bớt ăn hiếp dân Tàu, nó càng bớt bấm nút, tại nó bấm mà nó chết trước, đường nào nó cũng chết á. Đây cơ trời đi là giống như giờ nó vô trong cái gọn vậy nè, nó vô trong cái máng mà sấy lúa vậy đó, không có đường nào mà chạy hết chứ. Cha tính mà, tại vì mấy thằng quỷ này cũng là con của cha thôi, xuống đây chẳng qua là quên chứ không phải là người cố tình nhắc lại thôi, chứ làm sao mà nó né khỏi được. Né khỏi được thì nước Nga đã làm sao thua nước Diêu Khen được. Cái thằng chị anh kia nó có tài gì đâu, nó hề mà, nhưng cuối cùng nó anh hùng á, nó đánh nó giỏi hơn Putin học từ trong KGB nữa. Đại khái đừng coi thường ai hết, thằng nhí nhỏ nhí Diêu Khen mà thắng Nga giờ 2 năm mấy Nga không ăn tức là thua. Còn Tập Chấn Bình nói đánh Đài Loan đánh hoài mà không dám đánh cũng là thua. Thằng Nga, thằng Putin đánh không lại Zelensky cũng là thua. Gọi là Thế chiến màn 3, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Hành binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập, đổi thay địa hình. Tức là vừa chiến tranh, vừa biến động địa chấn nữa. Con thấy gì, bữa giờ biến động địa chấn không? Mới có thì là ở Đài Loan là cảnh cáo thôi đó. Tại vì mỗi một ông rồng hay mỗi một cái vị gì á mà bị mẹ phạt 2000 năm phải nằm ở trong lòng đất, kinh Địa Mẫu có nói á, trong lòng đất đó mà đến hôm nay á là hết cái thời kỳ bị phạt á, bắt đầu bò đi á và đi chỗ khác, thì tức là trên trái đất mình bị nhúng nhích. Tại mấy vị lớn khổng lồ lắm, nó không phải là 2 cây số đâu, mà có thể là cái quả địa cầu này thụ nói á, nó nhỏ giống như hạt tiêu so với vũ trụ. Ông rồng có thể bự như mình đi thì mình lụm cái hạt tiêu dễ ợp đó không, ông khà lửa cái là nguyên cái trái đất này á là cháy lên 300-400 độ không còn gì hết. Đó là lý do tại sao á mà bây giờ những nhà cổ học á vô lòng đất á, tìm được những cái cổ vật, những chiếc spaceship, những cái đồ này đồ kia là cũng không thuộc chỗ ai, giống như kim tự tháp cũng chẳng ai biết mấy cái đó không có cháy. Nhưng mà muốn mấy gì vậy, muốn giết loài người mình á, giống y như vậy nè, cũng giống như một ổ kiến hay đó, con bao dây con bỏ dầu lửa con đốt cái là xong. Còn chúng ta là hiện giờ đang đầu thai thành cái con kiến đó, để chịu khổ, để đi tha mồi tối ngày lăng tăng cứ bận rộn của hành của tỏi luôn rồi tỏi. Còn sư phụ đứng đây, hey tỉnh lại thức dậy thôi, Thiên Bát Nhã nè, leo lên để mà lấy lôi tao con kiến lên, mà vừa lôi con kiến lửa nào lên á nó cắn mình lên đó. Tao không tin, con đi cứu con kiến đi, nó cắn con không phải không. Gửi con nào mà kiến đen á thì nó hiền á thì nó không cắn, thì thụ nhẹ nhàng đưa xuống, chứ còn đưa mạnh nó cũng chết nữa. Đưa nhẹ nhàng xuống, đưa con kênh xuống Thiên Long Sơn về đây retreat ăn hiền ở lành, lên ngồi lăn tặng con kiến hiền cũng vậy, vô minh lắm. Rồi cái lại 2-3 ngày lại bị con kiến lửa khác sực. Ở trên mình cũng có kiến lửa là kiến đen, con hiểu không? Bị kiến lửa khác sực, rồi cái đám kiến lửa thì nó giữ, rồi nó sực đám kiến đen. Thôi chứ tụi mày là kiến xuống trần chịu khổ để học vợ học khôn để về trời, ôi mệt lắm mà cứu kiến. Có những con lên thì bắt nhã rồi không thích ngồi chăm up the bowl, nhảy khỏi thiền nhiều. Hiện giờ con thấy đóng đó, cái danh sách sư phụ nói đó, mấy hôm gài á là sư phụ có danh sách 100 mấy đứa, trong đó có mấy đứa là tử ruột gần gần đây nhiều lắm.
Ủa tức cười lắm. Hồi dạy một cách bình thường nhưng mà nó là siêu nhất của tất cả các pháp môn. Không có cái pháp môn nào mấy con được vui vẻ cõi đời, được bình hưởng thụ cõi đời và là giàu có cõi đời mà được về trời hết. Có pháp môn không? Ý đồ của anh thôi. Còn nếu mà cái đám mà con của ba mấy đứa kia mà nó mà làm được như Bắc á, thụ cho nó học á, chấp á, làm được đi. Có nghĩa con của thằng Sương á mà kêu nó được chạy xe tàn tàn ăn mặc tàn tàn nó chịu không? Chứ phụ là người buông bỏ đó, mà ra đường nó cũng phải mặc đồ hiệu chút để cho đừng khi dễ mình, con hiểu không? Còn lên máy bay hay đi nhà hết hẹn rồi phải cho sư mẫu có mặt mũi, cũng phải đeo cái đồng hồ để cho mấy cái nhà hàng Ý với mấy thằng Mỹ trắng không à, chỗ vô đi toàn Mỹ trắng để cho nó sơ vịt mình good, chứ cũng chẳng có ham mấy cái đồ quỷ này nữa. Cái gì mình cũng phải thích ứng, miễn cái tâm của mình đó là hạt ngọc trong sáng, là cái tâm của mình thụ đi từ cái tâm chứ không có đi từ cái hình thức. Đấy, đó Phật rồi kêu nó không được đụng tới vợ như kiểu ông bái, nó làm nổi không? Nó cưới vợ cưới hai con có nữa, nó làm không có được. Nhưng mà nó học cái đó làm gì? Nó có học rồi đừng có mang hội thiên thù nó bữa nay thù nó trước thù cho nó cơ hội hôm nay nó thẳng luôn á, lâu nay thù không làm nói đừng chọc cái gì cũng biết hết á. Có những người không biết bè bè à. Tất cả chúng ta xuống đây chỉ là ngoan ngoãn nghe lời cha thôi, chứ coi như đàn kiến lăng tăng chả hiểu gì hết. Có người dìu dắt, có người để cái tay cắn đây cắn cho đã đi rồi đưa qua đây, đưa từ cái đóng bụng bùng dơ nè, hôi thối nè, đưa lên bông sen thơm tho nè, không chịu lên nó muốn gì đổi gì nữa. Hành binh và giải giáp đông tây đến cơn biển sập đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời. Ở cái thời này là thời vàng kim, chúng ta ở ngưỡng cửa cuối cùng, cánh cửa cuối cùng của cái bỉ cực, là của cái khổ. Chúng ta sẽ bước qua cái thời vàng kim, tất cả các con sẽ giàu sang chung sướng và sẽ tâm bình an, sẽ được về trời. Gán một chút xíu nữa, cho nên sư phụ anh nói là bài thi là vậy đó. Thì mình phải gán nhẫn nại. Nếu mà mình tin có trời Phật thì phải tin sư phụ. Nếu tin có Thượng Đế thì phải tin sư phụ. Nếu tin tất cả tín đồ hòa hảo mấy chục triệu người tin là Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, và Đức Huỳnh Phú Sổ không có chết, Đức Phật Thầy Tăng không có chết, Ngài là sư phụ của sư phụ, thì phải tin sư phụ. Trên đời này không ai dám mạo nhận thầy kiểu đó đâu con. Ngày đầu tiên mà Đức Thầy dạy sư phụ về dấu thiên tâm này, sư phụ còn chả biết ổng là ai nữa. Ngài là ai? Ta là Đức Thầy. Đức Thầy nào? Tại sư phụ đâu có chơi cứu kinh điển của miền Tây đâu. Tại sư phụ qua Mỹ là nhỏ mà. Cái câu chuyện này 15, 16 năm trước. Ta là Đức Thầy ở làng Hòa Hảo. Từ đó sư phụ mới quảng hồn. Ngày đầu tiên á, chị cũng vậy. Ta là tỷ tỷ của đệ đây. Đệ là con của Thiên Thượng xuống trần lập đạo cứu chúng sanh. Đệ không phải là Ngô Tuấn Kiệt. Trời ơi, mà nói tỷ tỷ là ai? Ờ, ta là tỷ tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở đâu? Trời ơi, con chả biết Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai luôn á con. Tại xuống đây quên chứ. Thì từ đó trận đạo thì thù biết không? Tại mấy ngày cũng về nói chuyện. Thì những năm đầu cười lắm, hỏi ông bố hỏi ông ngoại đi. Thì mấy ông đi tìm sư phụ gần tìm bút mấy năm. Đến những ngày đầu tiên bỡ ngỡ lắm, sư phụ chả hiểu chả tình, trời ơi, bệnh muốn chết. Bệnh ngất ngư. Sư phụ kể những năm đầu trời ơi, sư phụ không tin. Rồi lúc đó mẹ về, mẹ chừng chị nữa. Ta là mẹ của con. Mẹ nào? Là Phật mẫu, Phật Diêu Trì Địa Mẫu mẹ của con. Con đâu biết, con chỉ Phật biết là ai gì đại Phật bà thế âm thôi. Tụi con cũng trong chùa con không biết Phật nào chứ. Thấy cười vậy đó. Cho nên bây giờ thụ nhìn lại quá trình của thụ mới thương những đứa đệ tử này, những đứa đệ tử ngoài xa con hiểu không?
Nhưng mà không không hiểu thì dù đã trải qua bị bầm dập thì thường mới vậy thôi. Rồi chỉ có một cái à, để từ từ thụ ra sẽ mới tin là mẹ mới nói con coi lại đi, à, những cái gì ta nói, những gì chị nói, những gì Đức Thầy nói đều là tốt cho con không à, có gì không tốt không, ma quỷ nó chỉ làm hại con thôi. Rồi con lập đạo, con sẽ làm này làm kia, sau này con sẽ làm vua nước Việt, toàn là tốt cho con à, con không tin con muốn gì. Thì cũng y như sư phụ dạy mấy con vậy đó, về trời đi con, đâu có kêu con đi học này học kia, mong cầu này mong cầu kia đâu, con hiểu không? Ừ, chứ đâu kêu phải bỏ công đi học đi làm Go làm gì đâu, làm tiếng không sướng. Rồi mấy con không tin sư phụ nữa thì tin ai, cũng y như kiểu hồi xưa bị mẹ với chị la vậy đó. Nào dù chỉ sai đường kìa, rồi đời sống hiện tại nó còn có tâm an lạc, có những đứa mà nó cứ bỏ cuốn kinh xuống, nó tại những nào mà nó học khác cái pháp môn thù chỉ, nó sẽ sao lãng đi cái mà mình đang có là kinh Thiên Tâm, tại nó không có đọc được Lăng Nghiêm nha. Ừ, không có đọc được Lăng Nghiêm khó lắm, nó không có nó absorb được. Thì khi bỏ Lăng Nghiêm rồi á, là sai sư phụ, từ cái điển thanh không còn nữa, đó là có cái đó đó. Nếu mà nói kinh thì dùng kinh cũng thân Thiên Tâm nó rất là siêu, rất là màu nhiệm và cũng không có lại sám hối, nên trong đó đầy đủ. Chú đưa nguyên một cái pack vitamin đủ đó, ABC gán uống đi con mỗi ngày có sức khỏe. Thì kinh Thiên Tâm nó có ABC D gì đó, zin gì đó, vitamin D rồi Y rồi. Y là cho trí não không á, mà đừng có bị lâm gì. Thì tất cả những cái đó thôi đã giao hết, còn phần còn lại hiện giờ do tự mấy con chọn lựa sàng lọc, mà bữa nay lọc được mớ nhìn thấy cũng đã lắm. Trong đó có thế giới mình, chỗ đường tăng bị nạn rồi. Ủa, mày hay quá. Tức cười lắm hả? Tự mình mà nghi ngờ thầy thì coi như là mày xong, nó làm sao học được, chết chết nó thấp quá. Giống như trước khi thù biết chuyện này xảy ra, thù có kể cái câu chuyện mà Khổng Tử có 7 đệ tử, rồi cái đệ tử mà nó nấu cơm á, nó thương thầy nó quá, nó phải nhện rớt vô cơm dơ á, nó phải lén ăn đó. Rồi Khổng Tử đứng sau lưng á, còn trách oan đệ tử mình á, còn thời thời Đăng Minh nó không có như vậy, Đăng Minh đi ngược, cho nên thái tử xuống trần gặp nhiều chuyện vui lắm. Everything đối với phụ là trò cười thôi, everything okay to me à. Không có gì gọi là big deal với phụ hết, mấy con đừng nghĩ là big deal, mà chỉ là từ bi mới độ chúng sanh. Vừa không có phải như người ta mà thẳng tay với đệ tử nào, trừ khi nó quá sức, quá sức rồi lạm quyền á, coi thường với hộ. Những đệ tử khó dạy lắm. Con có dạy nó lần này lần sau nó cũng vậy, tại vì hồi sắp sửa rời khỏi Thiên Long Sơn, chọn những đứa mà thật tâm chỉ có theo cha mình, theo cuốn kinh Thiên Tâm thụ giao núi. Còn những đứa như vậy sau này nó sẽ là giàu cho hộ ở phương trời nào, núi cấm hay là dinh độc lập, Thiên Long Sơn vẫn là nằm trong tim cho phụ. Chứng minh là đi cả từng nay toàn là chuyện vui với biển với gió rồi với mấy đứa nhỏ nó tưng tưng mấy ngày, mà tôi vẫn nhớ Thiên Long Sơn, vừa về là sáng nay tới đây liền. Huống hồ chị sau này mà cái Thiên Long Sơn á, nó còn gọi là gà gọi là gà gì, gà cọn hiếp gà cọn, thì cũng cũng không có vui nữa. Đám gà cọn, mấy gà con, động đất mất nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấm phong hình rùa, đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi đổi mùa
trời chuyển bốn mùa thành hai. Nó thấy thời tiết bây giờ thay đổi lắm. Cái bài này là nó ứng ngay trong cái thời điểm này. Bữa nay nhật thực 11 giờ phải không? Đó là còn tiếng nữa nhật thực phải không? Chút mấy con quay luôn nhật thực. Mình ngồi ở đây chơi chơi cái nói chuyện vòng vòng cái hồi đó tới nhật thực. Có cái mặt trời nhật thực chưa ta? Giờ là 10 giờ 12, không biết mấy giờ canh. 11 giờ 12. Mấy giờ nó nhật thực? 11 giờ 12. Giờ đó. Giờ thì giờ còn đúng 1 tiếng nữa. Bây giờ là 10 giờ 12. Ok, mình ngồi mình quay thêm tiếng nữa đi, quay luôn nhật thực. Nhìn nó mới ngầu quá nghe. Điều này có này siêu á. Nước Nam hội ngộ thiên tài. Nước Nam hội ngộ thiên tài nghĩa là thiên Việt. Tất cả những đứa hội thiên sau này sẽ thành thiên Việt. Nhưng mà bây giờ thù chưa cho vô. Bởi vì chuyện nó chưa tới. Cơ trời chưa tới, thù không có muốn là ảnh hưởng về vấn đề cá nhân á, an ninh đi lại của mấy con á. Dòng đời thù muốn đào tạo khoảng một số nam và nữ biết tiếng Việt, tiếng Mỹ để mà giúp sư phụ, về thay mặt sư phụ để mà đi nói chuyện, rồi đi lo cái này kia, biết chữ biết nghĩa. Nhưng mà xung quanh sư phụ á có hàng ngàn đệ tử, nhưng mà chỉ được có thầy Trang á, vợ ông Minh thì ta được rồi, được Ngân cũng được rồi, Mai Thảo. Chứ còn nghe không biết con được không ta, Ngọc con làm được không? Còn nếu nào mà ngoài kia mà tìm được cho phụ vài ba đứa nữa đi, rồi vô thù tuyển chọn. Mà mỗi lần tuyển chọn đứa nào á, rồi á, hay vậy đó, cũng khó nói quá. Chuyện nhiều những cái gì mà thù tính để mà làm việc cho cha vui, cho đại cuộc hội thiên chúng ta, cho nước Việt. Thì ở gì thường thường hồi xưa có mấy clip rồi hay nói, trời ơi sư phụ mà không có gì nghe, tâm như hạt ngọc vậy, chẳng có phạm giới, chẳng có làm gì sai á, mà có gì sai chút xíu là chết, cũng không đổi chết nó mấy đứa đệ tử cạnh nữa. Mà này mình không có gì sai mà nó cũng lôi ra mình, nó bầm mình nữa. Chết đệ tử thời đại công nhận hay đó. Thầy là làm trò, trò ngược lại làm thầy á. Vui ở vậy nè, thân tử xuống trần nó bị nhiều ấy. Thôi giao tụi nó làm thầy hết, sư phụ làm trò cho. Như họ cần chừng 100 đứa, mỗi đứa tiếng Mỹ tiếng Việt kìa, biết hai thứ tiếng. Tại đi nước chỗ này chỗ kia, tại sư phụ ở chỗ thế gần sư phụ thì đại diện represent cũng như những nhà lãnh đạo khác cho thế giới thôi. Cũng giống như ngày xưa những vị vua có những vị khâm sứ đại thần vậy đó. Thì vua cũng cần vậy mà. Nhưng mà mấy con về Thiên Long Sơn cả nghìn đứa, đâu có hiểu vụ tính gì đâu. Không phải tính tùm lum á, mấy con mới có những cái cuộc mặc áo dài vui, chụp hình vui vẻ. Rồi mới có buổi lễ hội vui. Rồi núi mình nó bình yên kiểu này. Nó không phải đơn giản mà được vậy đâu, con hiểu không? Mà nhiều người chẳng có thương như phụ chút nào. Mà chú phụ lúc nào cũng thương tất cả hội thiên chúng ta, là vì chú phụ biết được chúng ta là một đại gia đình ở trên trời xuống đây, rồi xuống đây, rồi cái nhà vẫn còn, họ vừa xuống đây vừa lập công với cha để về trời để được thưởng, tức là có công đức cao hơn. Đây là opportunity, cơ hội, đúng không? Và đồng thời cũng để mà thử thách cho mình khi về trời sau này á, mình không còn trên trời cũng lì lợm cứng đầu dữ lắm, trên đó mấy chư thiên pho tích cũng kình kỉnh nhau cũng dữ, thì cũng là đại gia đình á. Những ngày đầu thì họ biết mà cốt của đứa này đứa kia là cái này là cái kia hết. Trong thứ ba lặn thỏ trong sân vườn của cha phải không, ông thầy Trang lặn rộng phải không, con Sương là ông tiên lì lợm phải không. Nhưng mà xuống đây phải học. Còn xuống đây không chịu học thì nghĩa là gì? Tôi về trước nghe, vô ra ở lại nghe. Nào học xong rồi về sao? Chuyện rất là đơn giản. Nó như y như là cho bài toán đố mà cho luôn đáp số. Mà làm không xong nữa. Muốn làm gì giờ? Là gì? Không có cầm cuốn kinh là con nghiên cứu là thiệt.